Điện máy Nhật Bản MHC, xin chào các bác. Sau đây em xin giới thiệu cho các bác cách sử dụng một chiếc lò vi sóng nội địa Nhật Bản sử dụng điện 100V. Đây là lò của hãng Saab, model là RE-CE70. Đấy. Đây là màn hình hiển thị và các chế độ chức năng thì bên em đã dịch ra giấy là tương ứng như này. Đây các bác có thể là chụp ảnh màn hình lại. Đấy. Các chức năng và các phím bấm. Còn cái cách sử dụng của lò thì sau khi cắm điện vào thì mình bỏ thức ăn vào trong, thì nếu như mình đóng cửa lâu thì lò nó sẽ tự động nó ngắt điện, thì mình muốn khởi động lại thì mình chỉ việc là mở lò ra và đóng lại là mạch nó sẽ báo điện lên cho mọi người. Thì cái lưu ý là khi sử dụng lò vi sóng thì mọi người là chú ý là không được bỏ các cái vật kim loại vào bên trong. Đấy. Ví dụ như là giấy bạc thì chỉ dùng ở chế độ lò nướng không thôi, chứ không được chế độ vi sóng. Bởi vì khi bật chế độ vi sóng mà có cái vật kim loại ở trong lò thì nó sẽ rất dễ gây cháy nổ. Đấy, đó là cái lưu ý về những người dùng lò vi sóng. Thì về cái chức năng của lò á, ngoài cái màn hình hiển thị ra thì cái nốt đầu tiên màu xanh này, nốt này là nốt khởi động. Nghĩa là sau khi mình chọn tất cả các chế độ thì mình bấm khởi động là lò nó sẽ chạy. Nốt này nó là nốt cái hủy lệnh. Sau khi mình cài đặt, mình muốn cài đặt lại thì mình bấm này là hủy, hoặc là đang chạy mà mình muốn dừng thì mình bấm cái này nó cũng hủy. Đấy, thì lần lượt chế độ đầu tiên, đây là chế độ số 1, nó tương ứng với cái chế độ giả đông, thì mình tùy theo cái thức ăn loại gì thì mình giả đông như thế. Đấy. Chế độ thứ hai là chế độ là nó là làm nóng cơm nguội. Ví dụ cơm nguội mọi người bỏ vào tô, bỏ vào tô thủy tinh hoặc tô sứ, bỏ vào và bấm lên thì nó sẽ chạy làm nóng cơm. Chế độ số 3 là chế độ hâm lại sữa và rượu, đồ uống. Chế độ số 4 là chế độ làm nóng bánh mì. Chế độ số 5 là làm nóng đồ chiên. Còn số 6 là các cái món ăn khác. Thì cái này thì mọi người quan tâm thì có thể tìm hiểu thêm. Đấy, chế độ số 7 là chế độ nướng bánh mì. Đấy. Còn về các cái chức năng cơ bản thì đây, nốt này là nốt nó bật đèn ở trong lò. Thì sau khi mình chạy, mình muốn tắt điện trong lò thì mình tắt, mà mình muốn bật thì mình cũng thể bật bằng cái nốt này. Đấy. Hai cái nốt này là hai nốt tăng giảm nhiệt độ ở cái chế độ nướng và vi sóng. Đấy, hai nốt này. Còn chế độ này là chế độ mình nướng không. Mình nướng có nghĩa là nó chỉ dùng cái thanh đốt bên trên lò đây. Nó sẽ có thanh đốt bên trên và thanh đốt bên dưới để nó tỏa nhiệt vào trong lò. Thì đấy là gọi là chế độ nướng. Đấy, còn chế độ ở giữa này là nó kết hợp vừa nướng cộng với vi sóng. Có nghĩa là nó sẽ điều nhiệt, vừa là dùng tia vi sóng mà vừa dùng cái nhiệt của cái thanh đốt nó làm nóng thức ăn. Còn chế độ bên ngoài cùng đây là chế độ chỉ mình vi sóng không. Về đặc tính của chế độ vi sóng thì nó sẽ làm chín thức ăn từ bên trong chín ra. Chẳng hạn như bạn bỏ củ khoai và bạn bấm vi sóng bạn chạy thì cái củ khoai nó sẽ chín từ bên trong chín ra. Đấy. Còn bên dưới đây, ba nốt này tương ứng với 10 phút, nốt này là 1 phút, nốt này là 10 giây. Đây, ví dụ như bây giờ là mình nướng một củ khoai đi, mình dùng chế độ vi sóng thì mình sẽ chọn chế độ này. Đấy, sau khi mình bấm thì nó sẽ hiển thị cái mức công suất là 500W. Đấy, cái này thì mình sẽ không điều chỉnh được cái công suất của nó đâu. Thì sau khi cái lượng thức ăn ví dụ nhiều hay ít thì mình sẽ chọn số phút. Lần đầu tiên sử dụng thì mình cứ dùng ít phút thôi, ví dụ như 2 phút, mình chọn 2 phút. Sau đấy mình bấm khởi động. Đấy, thì lò nó sẽ chạy, nó giảm dần cái thời gian. Cái đĩa bên trong nó sẽ tự động nó quay. Khi có đồ ăn thì mọi người nhìn nó quay, nó sẽ rõ ràng hơn. Đấy, mình muốn tắt đèn trong lò này thì mình bấm nút này. Mình muốn mở đèn mình bấm nút này. Tương tự như chế độ nướng cộng vi sóng cũng như vậy. Thì mình bấm nút này. Thì màn hình hiển thị là 170 độ. Thì mọi người muốn tăng giảm nhiệt độ thì dùng hai nút này. Đấy. Và chỉnh số phút đây, 10 phút này, 11 phút này, và bên này là giây. Đấy. Đấy. Thì sau đó mình bấm khởi động là nó sẽ chạy. Cái này nó sẽ chạy kết hợp vừa nướng vừa vi sóng. Còn bên ngoài cùng này là chức năng mình nướng không. Đấy. Thì mình cũng chọn số phút. Đấy. Rồi bấm khởi động. Rồi nó cũng khá là đơn giản thôi, nên mọi người sử dụng lần đầu thì nên cân đối cái lượng thức ăn để căn cái thời gian. Cái thứ hai đó là lưu ý là sử dụng điện 100V. Đấy. Rồi ok, cần là cái vấn đề gì
liên quan đến lò vi sóng đồ Nhật Bản thì có thể liên hệ bên em theo số điện thoại 0974178702, em sẽ hướng dẫn cho mọi người. Đấy, mọi người có thể chụp cái màn hình này lại cách sử dụng. Ok, cảm ơn mọi người.